Chào các bạn nhé. Luật chơi của chúng ta là phải lấy được tờ tiền khi bị cái chai này nó úp ngược đè lên ở giữa bàn nha các bạn. Chứ không được di chuyển ra ngoài này nha. Di chuyển ra ngoài mé bàn là quá dễ đâu. Ngoài này chúng ta chỉ cần dùng ngón tay này chặt một phát thật mạnh, thật dứt khoát là lấy được thôi. Quá dễ phải không các bạn? Còn trong này mới là khó này. Không được di chuyển ra ngoài này. Rồi bây giờ mình chia sẻ hai cách để chúng ta lấy được tờ tiền ra khi bị cái chai nó úp ngược đè lên ở giữa bàn nha. Cách thứ nhất thì mình xoay tờ tiền lại các bạn quan sát cho nó dễ. Cách thứ nhất này các bạn cuốn tròn tờ tiền lại, mình chỉ cần làm một tay thôi. Đó, khi chúng ta cuốn tới cái chai này, các bạn vừa cuốn vừa đẩy nhẹ cho cái chai ra ngoài, cứ nhẹ nhàng thôi, không được chạm tay vào cái chai nha các bạn, cứ nhẹ nhàng thôi. Đã có 100k bỏ túi. Còn cách thứ hai, chúng ta sẽ cầm một đầu tờ tiền lên. Còn tay này, các bạn đấm nhẹ xuống bàn, vừa đấm này. Tay này các bạn vừa kéo tờ tiền nhẹ nhẹ nè. Đã có thêm 100k nữa.